tình cha tha thiết lắm thay, con luôn ghi khắc tháng ngày không quên. Ơn cha như núi Thái Sơn, tình cha sâu thẳm còn hơn biển trời. Mỗi người chúng ta đều biết tình cảm của người cha dành cho những đứa con hoàn toàn khác với tình cảm của người mẹ. Vì bổn phận, vì sự lo lắng bao quát cho gia đình đã bắt người cha hướng mặt ra ngoài đời, nhìn đời, lăn lộn với đời để mưu sinh, nuôi sống gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng đối với những đứa con, tình cha vẫn đậm đà, tha thiết, vỗ về, ủi an, lo lắng, dạy dỗ, lo toan cho con mọi bề. Sơn cao vào từng ngoài tùy cương quyền mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc rọi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm, ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc bên thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sớm, ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi, tình cha tha thiết, lòng cha mênh mông hải hà như vậy. Nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn, để cha vui trong quãng đời còn lại. Ơn cha như Thái Sơn cao bao từng ngoài tùy cương quyền mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc rọi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn dẫn con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm, ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay
tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không phai tàn. Với đời người, không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi. Và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Cha thân rồi, cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thân rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi.
để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăng tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật. Trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Dù cho con có gom hết lá xanh trên rừng, có đong hết lúa thơm trên đồng, cũng không thể đền đáp được tình cha mênh mông sâu thẳm. Cùng những lời khuyên răn dạy dỗ thật hữu ích, thấm đậm ân tình mà ngoài cha ra con chẳng thể tìm kiếm đâu được, con càng thấy thấm thía ý nghĩa lời nói: một người cha có giá trị bằng cả trăm thầy giáo. Và đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý nhất của người con. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha
như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ.
Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút Thái Sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc.
Amen. Anh chị em thân mến, đây là phút giây vô cùng đau đớn đối với chúng ta, bởi vì từ đây ông Mikael sẽ rời khỏi căn nhà tạm gian này để trở về ngôi nhà điện trụ, sẽ lìa bỏ bao người thân yêu đang như đó để về với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy dâng mọi nỗi khổ đau cho Chúa, hãy ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa là Cha nhân hậu và cầu nguyện cho ông Mikael. Từ vực sâu tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhầm đời. Từ vực trời, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành hơi, nhưng Cha khoan hồng tứ tha. Tiếng muôn dân lùng tình thờ. Từ vực sâu tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đón nghe lời chúng con, ta thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa ban cho linh hồn Mikael mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này được vào chốn bình an và sang lang, cùng đồng hương hạnh phúc với các thánh của Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa hay uy an, Chúa đã yêu thương chúng con từ thuở đời đời và biên cảnh tan thương chết chóc, thành rang đông đời sống huy hoàng. Xin Chúa đón nhìn các tôi tơ Chúa đang không lòng trong đau thương. Xin Chúa nên chốn nương thân và sức mạnh nâng đỡ để đưa chúng con từ chỗ khóc than u sầu đến chốn bình an và sang lang trước tôn nhan Chúa. Và vì con Chúa, Chúa chúng con đã lấy cái chết của mình mà hủy diệt sự chết của chúng con, và khi sống lại đã tái lập sự sống. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi qua khỏi đời này được đoàn tụ với anh chị em chúng con ở nơi không còn không đâu, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa là ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối sự chết, xin người dẫn chúng con vào đường neo bình an. Amen. Thank you.
Chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi phạm của Bi-đa-me cũng như những lỗi phạm
Thank you.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết được rồi. Ông Tô-ma nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Ai cũng vội vã sắp xếp công việc nhà để đến chia buồn với gia đình, và không thiết nghĩ cái cảm giác đầu tiên mà đến phía đầu tiên cảm giác chúng ta nhìn lên trên mặt cao phố thấy thanh thọ đang đỏ. Và đặc biệt đó, nhìn vào cái chữ họ, nếu ta nhìn vào cái bản tấm phó đó, chẳng ai cũng trầm trồ, ai cũng khen ngợi. Và ông nghe nói ông bị cản, ông được Chúa gọi đi cách rất là nhẹ nhàng, và tất cả đều nói chính đời sống của ông Mikael mà chúng ta nhìn vào cái tuổi, và chúng ta nhìn vào cái cách mà Thiên Chúa gọi Mikael ra đi phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tất cả những hình ảnh con vừa gọi đến đó là một sự thật. Và ba mối phúc mà ông Mikael đã có, và với ba mối phúc đó, ông đã sống trọn kiếp con người, kiếp làm người Kitô hữu, và làm trọn một phần của mình là một người chồng và một người cha. Gia đình của ông gồm có tổng cộng 13 người con và rất nhiều cháu và chắc. Tất cả đều nói lên cái phúc mà Thiên Chúa đã ban cho Mikael quá nhiều. Và chắc có lẽ chính vì những cái phúc đó mà Mikael không cố gắng ông sống làm sao. Không biết trong khoảng thời gian ông sống ở trần gian này, ông Mikael có xin Chúa qua những giờ kinh sáng tối, qua những lần ông Mikael cầm những tràng chuỗi, hay là những lần ông tham dự thánh lễ. Ông không biết là ông có xin cho con được sống 100 tuổi để con hưởng được những cái phúc mà Thiên Chúa đã ban cho con. Và đặc biệt là khi vợ mất, giờ đây trách nhiệm của con nặng nề hơn nữa. Không biết ông Mikael có xin được điều đó, hay là tự động Thiên Chúa thương và ban cho những mối phúc đó. Bao nhiêu cháu và bao nhiêu chắc, đây là một hạnh phúc của một trang gia. Vậy thì khi ông Mikael nằm xuống, những mối phúc đó nó còn với ở với ông bà chị em, với gia đình tăng quyến được không? Con nghĩ còn đó.
Nếu mà những mối phúc báo Michael có mà ông không tin rằng một ngày nào đó mà Thiên Chúa gọi ông về, những mối phúc này không còn, thì con nghĩ ông Michael không đi lễ đâu, cũng không đọc kinh sáng tối, không lập chuỗi làm gì. Và nếu bà chị em là con cháu của ông hay là chồng sống của ông hơn mười mấy năm, mỗi buổi chiều một ông già 70-80 tuổi vẫn còn chạy xe đạp điện được, đi giếng vợ mình, cầm những bó nhang tới mộ vợ mình, ông để khoe đâu. Nhưng mà ông ý thức được rằng cái trách nhiệm đó là của tôi, vì tôi là chồng của bà. Bà được Chúa gọi về, nó là phúc của bà. Còn tôi cũng đang sống thì trách nhiệm và bổn phận của tôi là tôi phải làm sao để cho con cháu tôi thấy rằng tôi đã sống hết mình và hết tình với bà. Và tôi sẽ làm như vậy cho đến khi hơi thở cuối cùng. Và tôi muốn để cho con cháu thấy rằng những mối phúc mà tôi đang có khiến con người làm Kitô hữu, làm chồng làm cha, tôi vẫn sống đến giây phút cuối đời. Vậy thì những mối phúc đó nó đang ở với chúng ta. Dạo Michael đang trao lại cho tất cả chúng ta là những người đang sống. Vậy khi chúng ta nhìn chiếc quan tài của ông Michael, chúng ta sẽ suy nghĩ điều gì? Ba được chạy đến khỏi cách an tâm đi. Cái mình cần bây giờ đó là giữ làm sao mà những mối phúc của ông Michael có được. Chúng ta phải giữ những mối phúc đó. Những mối phúc đó giờ đây là thánh lễ, là tràng chuỗi chúng ta có trong gia đình, là những giờ kinh sáng tối mà chúng ta cùng nhau đọc kinh đó. Đó mới thật sự là những mối phúc. Vậy thì hôm nay gia đình Tam Quyến đông như vậy, chúng ta hãy trả lời với ông Mikae đang nằm ở trong chiếc quan tài: tôi có dự lễ đầy đủ không? Tôi có biết lần chuỗi không? Tôi có đọc kinh sáng tối? Tôi là đạo công giáo mà nhiều khi tôi giữ đạo hồi, hồi đi hồi không, vui thì đi, buồn thì ở nhà. Vợ chồng có chuyện gì đó không biết, lời qua tiếng lại gì đó không biết, chiến tranh lạnh gì đó không biết, hè nhau bỏ Chúa, bỏ nhà thờ. Ông Minh Tây em bao giờ quý bà chị em thấy sống với ông 100 năm? Có bao giờ thấy ông Minh Tây em bỏ nghề chưa? Các con, các cháu, các chắc có thấy chưa? Lúc đó 70 mấy, 80 mấy tuổi rồi mà vẫn còn đi lễ bình thường. Ở đây chúng ta giữ lắm nhiêu? 50-60 tuổi, giữ lắm là 70. Chúng ta sống trong phúc mà chúng ta không biết nuôi dưỡng. Chúng ta sống trong những cái ân ban của Thiên Chúa mà chúng ta không biết giữ gìn. Còn ngồi đây là hạnh phúc nhất. Còn đây dân thánh lễ với ông Minh Cai Em là hạnh phúc nhất. Và con chắc tất cả chúng ta trong giây phút này không có ai hạnh phúc bằng ông Minh Cai Em. Con tin chắc là như vậy. Vậy thì cũng phải chịu thân thể. Ông Minh Cai Em đã sống trong cái phúc làm con người, làm con của Chúa, làm chồng làm cha, và với cái tuổi hưởng thọ trong ai trong chúng ta mà không
Hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta, lòng anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Đây là mối thứ chín mà con gọi đến cho quý bà anh chị em. Phúc cho anh chị em đừng sao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Nếu cả cuộc đời của anh chị em, đặc biệt là đời sống đức tin, nếu anh chị em hiểu đạo và sống đạo giống như ông Micael, sống trọn kiếp con người, làm tròn bổn phận của mình là một người kính đức và làm tròn bổn phận của mình là một người chồng, một người cha, thì chắc chắn con nghĩ cuộc đời của chúng ta 50, 60, 70, 80 quan trọng. Quan trọng là chúng ta chết như thế nào. Và muốn được như vậy, chúng ta phải sống đáng kể và phải bằng hiếu của Chúa. Lúc gì qua hình đấy, mời gọi tất cả chúng ta và đặc biệt là gia đình chúng ta quên, hãy suy nghĩ lại đời sống đức tin của chúng ta, hãy suy nghĩ lại đời sống của chúng ta như thế nào. Nếu con là người có đạo thì con phải sống kiếp kiếp tâm hồn như thế nào. Nếu con là người có gia đình, con là một người chồng, một người cha, một người vợ, một người mẹ, con phải sống thánh thiện như thế nào để hướng dẫn con cháu của con Phật Thầy. Cầu chúc cho tất cả chúng ta một ngày sống luôn tin tưởng phó thác như ông Micael đã tin tưởng phó thác vào Chúa, và chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa, và chính đời sống của anh chị em sẽ là gương mẫu cho những người khác. Amen. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ dân về thân con dâng lại xin lòng nhân từ Chúa cho con tâm Chúa đã quyết tha nhân để kẻ nào không hoàn khi con Chúa là đấng cứu rỗi nhờ lòng từ tha sẽ được ra người là vì lòng pháp lạy lòng son thu. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Thank you.
tôi không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước trời. Làm cho chúng con đang con đợi đồng chúng ta tiếp bà phù hộ cao gia hộ, cầu cho chúng ta giữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng ta chúng con cây gì danh Chúa nhân từ cho linh hồn đi cai đặng linh chúa nghỉ ngơi hàng xem thấy mai mà thì ra đi, xin chúc tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Tôi đã nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho, xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi.
rồi kính mời chúng ta tham dự nghi thức lời phật mộ. Xuống xe. Xe máy xe quá. Quay đầu lại gì? Nhân dân cha và con và thân thần thần. Chúa ở cùng mạnh chi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô khi ăn ngày trong mộng ba ngày, Chúa đã thánh quá phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng trong chất thân xác các phần mộ làm giá thân nền để dòng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tới Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng làm cho tôi tới Chúa được phục sinh. Và trong ánh quang chiếu tỏ từ tôn giáo Chúa, tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người đem chúng ta cho Chúa để Chúa đọc nhận và đưa vào trong bình an của Ngài và cho thân xác người đem này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh em của chúng ta đây. Chúa đã công thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin Chúa cũng thương cho người anh em chúng con được sự sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người cho biết thông hôi. Xin thương đưa người anh em chúng con về quê trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy và được sửa tội và được ít dấu và biết sức dầu. Xin thương nhận người đem chúng con vào sông tăng thân và những người Chúa cho. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã đuôi những người đem chúng con trong tỷ thân mình vào bóng Chúa. Xin thương nhận người đem chúng con vào bằng tỷ nước Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được cam ngồi trong đức tin và giữ lòng trong cây đường sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Thiên Chúa như Đức Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha đi lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúc con đời, xin Chúa thương xót tôi tới Chúa đạo qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế. Đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tới Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn biết ca được nghỉ yên muôn đời. Và
cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi cho linh hồn Mikae. Sự bình an cầu cho chúng con đứng dương như ban sự bình an cầu cho chúng con đứng dương như ban sự bình an cầu cho chúng con chúng con có kệ gì danh Chúa nhân từ cho nên hồn bi ca e đặt lên chỗ nghỉ ngơi hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng như vẻ vô cùng an bình nhân dân cha và con và thánh thần. Xin cảm ơn cha để quý cô, quý chú và anh chị em đã nhắn thời gian đưa ba em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Không biết nói gì hơn, nguyện xin Chúa an lành, ba an lành đến cha và quý anh chị em. Trong thời gian qua, ba em có làm gì không vui đến anh chị em và làng xóm. Kính mong quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua cho ba em. Gia đình em thành thật rất cảm ơn. Trong lúc tang lễ trong lúc tổ chức tang lễ, gia đình em có sơ sót, kính mong cô chú anh chị em bỏ qua và cũng cảm ơn đội mai táng họ đã tận tình phục vụ. Kính thưa quý anh chị em, khi an táng ba em xong, gia đình em kính mời quý cô, quý chú, anh chị em trở về nhà ba em dự tiệc thăm tình cùng gia đình chúng em. Xin thưa quý cô, quý chú, anh chị em, gia đình em có cầu lễ cho ba em trong 3 ngày, trong lúc 5 giờ chiều. Kính thưa quý cô, quý chú, anh chị em đến dự lễ cho ba em, hầu lễ cho ba em cùng gia đình. Một lần nữa gia đình em xin cúi đầu thành thật cảm ơn đến cha điện, quý cô, quý chú, anh chị em rất nhiều. Xin cảm ơn.
Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiên tha van Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Vô vàn phận bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son,
này lợi danh chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, xem mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng tay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này trong. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Maria đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và con phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà còn phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội đi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng có con, chẳng để con trong đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hàng gìn giữ con, hàng che chở con, lại cho ngôi hai xương thế làm người chúa con, chiều nay chiều trên đời cứu tội cho thiên hạ. Bài thanh dài khi con tin những vàng, vì con là đứng thông minh và chân thật vô cùng, sao đã truyền cho hội thánh. Amen. Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lan, chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tiên Đức Chúa Giêsu xin soi chúng con. Lạy Trái Tiên Cực Thánh Cực Tình Sơ Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy Ông Thánh Giuse là Ban Thánh Sơ Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh xin cầu cho chúng con. Việt Nam cầu cho chúng con. Cho dĩ nhiên Chúa nhân từ cho linh hồn Mikael và các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây muôn thành. Rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây muôn thành đá cội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu xóa bỏ.